hello, buổi đi vui lên sân ái chào các bạn. À, các bạn thấy mình đề cái tiêu đề là nếu bạn mà ở Đức á, bạn qua được Đức và bạn sinh sống, học tập và làm việc lâu dài ở Đức á, thì bạn được hưởng hai cái nền văn hóa, à, một nền văn hóa của phương Tây và một nền văn hóa là của Á Đông mình ha thì uh, để thay đổi không khí thì hôm nay mình sẽ uh, uh, gửi đến các bạn hai bài hát uh, hai bài hát này đều là nói lên cái nỗi lòng uh, của hai người con gái cái nỗi nhớ nhung mà hai người con gái này một người một cô là một em là người đức một em là người việt nam ha là được hai cô ca sĩ uh, gửi đến cho chúng ta nói về cái nỗi nhớ nhung xa cách người mà mình yêu thương cái nỗi niềm khắc khoải mà khi mà không được uh, gần người mình yêu nữa thì mình để hai đường link ha hai đường link của hai bài hát này đường link thứ nhất là của uh, em gái người Đức tức là cô ca sĩ người Đức á ha thì cái bài hát uh, Đức của cô ca sĩ người Đức này cũng lâu lắm rồi uh, cách đây hơn 20 năm rồi uh, tại sao mình gửi uh, tiếng hát của uh, uh, cô ca sĩ Đức tại vì đây cũng là một cách để mà các bạn tập nghe tập nghe và hiểu tiếng Đức ha và nếu các có thể các bạn có thể hát theo cũng như là để mình tập cái phát âm á bởi vì cô ca sĩ người Đức này là hát rất là rõ rõ lời và rõ cái âm tiết ha thì mình mình là mình thích mình thích cả hai bản phối nhạc này, đó, à, hai cái bài phối nhạc này đều có tiếng đàn dương cầm bạn, à, mình rất thích, rất thích nghe tiếng đàn dương cầm khi mà những bài hát có tiếng đàn dương cầm vô thì nó nghe nó thánh thoát lắm, à, cái giai điệu hòa âm của người ta nghe rất là da diết, nghe rất là đem lại cái cảm xúc cho cái người nghe là cảm thấy là cái niềm yêu thương và xót xa của người con gái dành cái tình cảm cho người yêu mà mình không được gần. Thì tâm sự của hai cô gái á, chúng ta đều sẽ cảm thấy là tâm sự thì như nhau nhưng mà chúng ta sẽ nhận ra được là hai cái phong cách, hai cái sự diễn đạt của một người con gái Âu Châu mà nó rõ là của một cô gái người Đức ha và một người con gái Việt Nam đại diện cho phương Đông đó thì mình mình cảm nhận là cái cái cảm xúc cái uh, của cô gái phương Tây á là đúng là cái phong cách của người phương Tây tức là họ uh, biểu hiện hết ra bên ngoài uh, cái cảm xúc của uh, người con gái phương Tây là vậy cái tình yêu đặt hết ra bên ngoài cho thấy rõ ra bên ngoài còn cái uh, cái tình yêu của người con gái Việt á thì nó ẩn vào bên trong đó phương đông luôn luôn là đi về nội tâm nhiều hơn và phương tây đi về hướng ngoại nhiều hơn đó. tới nỗi mà trong âm nhạc thì chúng ta cũng cảm nhận được cái điều đó, đó các bạn <laughs> nó rõ ràng như vậy cho nên mình mới nói các bạn mà qua đức thì các bạn sẽ được là thụ hưởng hai cái nền văn hóa thì lúc đó chúng ta mới thấy cuộc sống của chúng ta nó rất là phong phú nó có rất là nhiều màu sắc cho nên là mình nói là các bạn mà qua đức được cái cơ duyên các bạn sẽ không hối tiếc đâu nha các bạn bỏ vốn bỏ công sức để qua được đức mà du học nghề hoặc là du học đại học gì đó mà các bạn tiếp tục có cuộc sống lâu dài ở đức các bạn sẽ không bao giờ thấy là hối tiếc một điều gì hết khi chúng ta trong cuộc đời chúng ta được hưởng thụ hưởng hai cái nền văn hóa À, tuy là khác biệt nhưng mà nó vẫn có những cái điểm chung à, ví dụ như ở đây là điểm chung đó là tình yêu nỗi nhớ mong niềm khắc khoải khi phải xa người yêu ha thì chúng ta sẽ thấy mình nhận thấy là đó cái tình yêu của cái niềm nhớ thương của cô gái Đức á, là thể hiện hết ra bên ngoài rồi hả à, còn cái nỗi nhớ của cô gái người việt á thì nó sâu lắm, sâu lắng lắm, nó ẩn chứa mãnh liệt bên trong á đến nỗi là trái đất á, phải ngừng quay vài giây vì cái 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 tình yêu của cô gái này mãnh liệt quá trái đất phải 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 ngừng quay đó các bạn, <laughs> ngừng quay vài giây thôi nha chứ mà trái đất mà ngừng quay luôn là chúng ta không tồn tại đâu ha, ý <laughs> mà để chúng ta thấy là cái tình yêu của người con gái Việt nó mãnh liệt lắm, à, bởi vậy mình cũng sẽ làm video để mình phân tích để các bạn biết là các bạn thấy là tại sao mà các uh, chàng trai ta đó, kể cả Việt Kiều Mỹ còn ta cũng uh, chạy về Việt Nam bay về Việt Nam để uh, tìm người yêu ha <laughs> tại sao ở bên tây mà không không yêu tây mà đi yêu ta ha. ta ta cứ về đó tắm ao ta ha thì cái đó mình sẽ nói cái sao thì bây giờ là à, mình chọn ra hai bài hát này vì mình thấy là hai bài hát này quá hay đối với mình đối với mình á thì mình hy vọng là các bạn cũng sẽ cảm thấy là à, nó hay với các bạn ha Hóa hay về sự trình diễn cũng như uh, hòa âm phói khí nha các bạn Một bài hát mà có một sự hòa âm phói khí hay á Thì sẽ nâng tầm cái bài hát đó lên rất là nhiều ha Ngoài giọng hát của ca sĩ ra Còn cái kết hợp của hòa âm phói khí cũng rất quan trọng ha Thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu Mình dịch cái nội dung của nghĩa là mình dịch cái lời tâm sự của cô gái Đức dành cho người yêu của mình thì mình đề nghị các bạn mà đã học tới A2 rồi đó trình độ A2 trở lên á thì khi mình bắt đầu dịch ra thì các bạn hãy tắt video của mình đi và các bạn mở ngay cái đường link ở dưới của cô gái người Đức á các bạn hãy nghe đi vì cô này á cô ca sĩ này hát rất là rõ lời đó và khi các bạn nghe cô ấy hát á các bạn sẽ hiểu mình, mình nghĩ là các bạn trình độ a 2 đã hiểu nổi rồi đó bởi vì cái câu hát này rất đơn giản và người đức rất hay dùng những cái từ này trong cái đời sống của họ ha các bạn hãy tập nghe tập nghe cô ấy hát rất là tốt nha các bạn À, Cô ấy hát rất rõ lời và những cái lời nó đơn giản nó mộc mạc mà nó lại rất là chân tình ha à, trình độ A2 trở lên là nghe được rồi đó. À, các bạn nghe lần một các bạn chưa hiểu nhiều thì các bạn mở lại lần hai lần ba ha nhờ cái giai điệu đó mà chúng ta lại thích nghe à, chúng ta thích nghe thì ta sẽ sẽ cố nghe cho bằng được ha và nếu mà bạn nào mà có năng khiếu ca nhạc các bạn có thể là uh, hát lại theo uh, của ca sĩ ha thì uh, các bạn sẽ nghe được là cách ở trong này là có cách một nè cách 3 cách 4 nha các bạn sẽ nghe hết thấy là văn phạm có hết trong đó đó ha rồi cách chia động từ ở trong câu ha ở trong câu hát có hết ha. Và cô ấy hát rõ cho nên các bạn sẽ nghe uh, người ta phát âm uh, cách một cách 3 uh, cách 1 cách 3 cách 4 người ta phát âm cách chia động từ và nếu mà bạn nào có năng khiếu ca nhạc bạn có thể hát theo được ha bạn thích bạn hát theo thì cũng là giúp cho bạn là uh, tập phát âm tiếng đức bởi vì cái hai cái kỹ năng nghe và nói nó rất là quan trọng khi các bạn qua đức du học nghề và cũng như là quan trọng đó, trong cái đời sống của các bạn các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều hai cái kỹ năng này ha kỹ năng viết và đọc mình sẽ sử dụng ít hơn nhưng mà kỹ năng nói và nghe là nó đi theo mình từ sáng tới tối luôn ha. <laughs> các bạn ha. Cho nên là nhất là ở Việt Nam chúng ta rất yếu về hai kỹ năng này, vì chúng ta không tiếp xúc với người Đức, không tiếp xúc với xã hội Đức. Chỉ tiếp xúc với thầy cô thôi. Cho nên là nhân cái bài hát này mình hy vọng là các bạn sẽ thấy thích và tập nghe và cũng như là hát theo ha. Rồi bây giờ thì các bạn uh, trình độ A2, B1 yêu quý của mình ơi. Các bạn bây giờ mở ngay đường link ở dưới ha. Các bạn nghe ha. Còn mình sẽ uh, gửi cái lời tâm sự nhớ nhung của cô gái Đức á, Bằng tiếng Việt đến với các bạn mà yêu quý cái kênh của mình ha. Mà các bạn mà không có được học tiếng Đức hoặc là sắp học tiếng Đức. Thì mình sẽ dịch cho các bạn nghe cái tâm sự của cô gái Đức ấy. Uh, ra tiếng Việt ha các bạn ha. Thì mình cũng uh, nói các bạn hiểu qua một chút cái này là cái văn của người Đức và của người Âu châu cũng như tiếng Anh á là họ rất là thẳng, không có phong phú, không có ẩn ý như cái văn của Việt Nam mình đó. Cho nên khi mình dịch á mình sẽ dịch theo cái văn phong của Việt Nam mình. Thì ở trong này sẽ có hai câu mình sẽ dịch à, nguyên nguyên gốc của họ xong rồi mình sẽ dịch lại qua tiếng việt để các bạn thấy rằng là cái tiếng đức và cái tiếng ngôn ngữ phương tây á là không có phong phú người ta thẳng quá người ta rất là khô khan à, theo mình cảm giác nha là họ cái văn của đức khô khan hơn là văn việt nam mình có thể là mình không được học trường đức mình không có đọc nhiều tác phẩm văn học của đức nhưng mà trong cách nói trong cái mình coi phim nữa thì mình thấy là à, kể cả mình nghe nhạc thì cái văn đức là không có phong phú bằng không có nhẹ nhàng hoặc là à, à, nghĩa là họ rất thẳng, <laughs> thẳng đến là mình cảm thấy khô luôn á, khô khan quá. Thì một lát là mình sẽ dịch cho các bạn nghe. Bây giờ mình bắt đầu dịch ha. Thì cái bài hát này nguyên nguyên tác, nguyên tác cái tự đề là tiếng Đức gọi là xúc tức là dịch ra tiếng mình gọi là "nhung nhớ", nhớ nhung, nhung nhớ. Đó. Nhưng mà mình sẽ không lấy cái tựa đề đó mà mình sẽ lấy cái câu ở trong cái điệp khúc của cô ấy là Em vẫn luôn nghĩ đến anh. Đó. Nguyên tác là người ta nói là em vẫn luôn nghĩ đến anh. Nhưng mà nếu mà dịch ra tiếng mình á thì dịch như vậy nghe không hay. Mà mình phải dịch là em vẫn luôn nhớ đến anh. Đó, mình nói là cái cái văn phong của người Đức là họ nghĩ nha chứ họ họ không nói họ nhớ <laughs> còn văn phong của người Việt mình á là sẽ nói là nhớ đó, đó. À, người Đức không nói nhớ mà họ nói nói là em luôn nghĩ tới anh đó cái văn phong nó khác nhau vậy đó bạn vậy thì mình dịch ra tiếng mình á nguyên gốc là nhung nhớ mình dịch ra tiếng mình mình sẽ lấy cái câu của điệp khúc là em luôn nhớ đến anh ha rồi bây giờ mình bắt đầu dịch nha các bạn thì các bạn hãy mở cái đường link bạn phải mở như là mình dịch những video mà du học ngày đó thì bạn để hai cái video song song với nhau ha. Bạn phải mở hai máy, một máy là à, bạn bấm vào cái đường link ở dưới cái video này của mình để nghe cái bài hát nguyên gốc và đây là lời dịch của mình. Thì câu thứ nhất thì câu ấy hát rằng là sáng tinh mơ em thức giấc và cái lạnh len lỏi vào trong em đó là câu thứ hai câu thứ ba là em nghe con tim trống trải và câu thứ tư là em cô đơn một mình đó là à, đoạn nhất đoạn thứ hai là cô ấy nói tiếp với chàng trai là bầu trời khoác lên mình một bộ váy buồn như là buồn bã khóc cùng em đó là câu thứ hai câu thứ nhất là bầu trời khoác lên mình chiếc váy buồn dịch ra chiếc váy thì không đúng mà nguyên một bộ váy mới đúng ha à, như là câu thứ hai là như là buồn bã khóc cùng em câu thứ ba là lâu lắm rồi mình đã không gặp nhau và câu thứ tư là em nhớ anh vô cùng cái này là mình đã dịch ra theo cái văn phong của Việt Nam nữa nha bạn ha rồi bây giờ vào điệp khúc là à, Em vẫn luôn nghĩ đến anh. tức là Ich denke immer an dich. Là các bạn thấy nếu các bạn học tiếng Đức là các bạn cũng thấy là ở đây cách bốn á. À, điệp khúc câu thứ nhất là Em vẫn luôn nghĩ đến anh. Câu thứ hai là Từ lúc thức giấc khỏi cơn mơ. Câu thứ ba là Trong lòng em nỗi nhớ anh không nguôi ngoai. Tiếp đến là Em luôn nghĩ đến anh Vì anh không còn ở cạnh em nữa Em ước mơ trong tim Anh khắc sâu hình bóng em Và đây là mình dịch nguyên nguyên gốc của câu thứ năm của điệp khúc ha Rồi mình sẽ dịch lại văn phong của Việt Nam Đây là nguyên gốc nè Cô ấy nói là và một câu hỏi đến anh thỉnh thoảng anh còn nghĩ đến em không đó đó là câu nguyên gốc đó, đó là hai câu cuối trong điệp khúc đó, là câu a cô ấy hát như thế thì hai câu này mình dịch ra tiếng việt đó. dịch theo văn phong việt đó là mình sẽ dịch là tức là câu trên là em ước mơ trong tim anh khắc sâu hình bóng em thì hai câu dưới là và một câu hỏi đến anh thỉnh thoảng còn nghĩ đến em không thì á, hai câu này dịch ra một văn phong tiếng việt mình sẽ dịch là không biết anh có còn nhớ em không đó văn phong của người đức là em muốn hỏi anh em muốn hỏi anh một câu hỏi là thỉnh thoảng anh còn nghĩ đến em không đó nhưng mà văn phong của việt nam á, là người con gái á, sẽ không hỏi như vậy mà sẽ nói là không biết anh có còn nhớ em không đó văn phòng việt nam là mình nghe nó khác đi đó rồi bây giờ tới uh, sau điệp khúc là tới đoạn phần 2 thì uh, câu thứ nhất là lại một đêm em không ngủ được câu thứ hai là nỗi buồn tràn ngập trong em câu thứ ba là em sợ nổi cô đơn câu thứ tư em không muốn một mình nữa rồi trở lại điệp khúc là em vẫn luôn nhớ anh đó đó là bài hát uh, nội dung của bài hát là như vậy ha các bạn ha thì mình uh, mình mong rằng là mình mong rằng là uh, bài hai bài hát này À, đem đến một cái uh, cái gì đó thư giãn cho các bạn vào ngày cuối tuần ha à, và cũng mong là các bạn mà đang học tiếng Đức á uh, sẽ có một cái động lực hơn sẽ có một cái uh, cái thay đổi món ăn trong cái việc học tiếng Đức của các bạn ha đó à, thì nếu mà các bạn thấy uh, hai bài hát này hay thì uh, mình sẽ tìm tòi thêm những bài hát nào hay kể cả bằng tiếng đức ha nếu có dịp nha à, thì nếu các bạn thấy nó hay thì mình xin chúc rằng các bạn là sẽ có một ngày cuối tuần được thư giãn cùng bộ trí vui chết tạm biệt các bạn cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi và à, chịu khó bấm vào đường link. để cùng thưởng thức một bài nhạc hay của đức ha các bạn ha chết sau thì xin tạm biệt các bạn